Công vụ 11. Những kẻ bị tản lạc bởi sự bắt bớ sẽ đến về dịp Ê-tiên. Bèn đi đến xứ Phê-ni-si, đảo Chíp-rơ và thành Antioch, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa thôi. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chíp-rơ và Si-ren đến thành Antioch, cũng giảng đạo cho người Grec nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu cho họ. Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem, hội bèn sai Barnaba sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa. Vì Barnaba thật là người lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin, bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó, Barnaba đi đến thành Tạc Sơ để tìm Sao-lơ. Tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành Antioch. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. Trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch. Trong bọn có một người tên là Agabus, đứng dậy bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời Cơ Lốt trị vì. Các môn đồ bèn định mỗi người tùy sức riêng mình gửi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê. Môn đồ cũng làm thành việc đó nhờ tay Barnaba và Sao-lơ gửi tiền ấy cho các trưởng lão.